Trâm hô hấp anh. Anh sống chưa? Anh sống chưa? Chưa. Chưa. Chưa hả? Chào chị, cho em order 21 phần. 20 đứa con với hai đứa mình là 22 phần, sao có 21 phần vậy? À, tại vì 20 đứa con với lại mình em ăn là anh nhịn đi. Mình em ăn là anh nhịn đi. Gì? Cho anh cái order gì làm gì không cho anh ăn? Không, anh ăn chi cho nhiều cho mập. Cho anh này đi. Phần cá này nè. Thêm phần nữa thôi. Cô chú sẽ đồng hành với các con trong ngôi nhà chung. Trong suốt thời gian chúng ta sẽ sinh hoạt chung với nhau. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Các con đồng ý không? Vào nhà chung nếu bạn nào mà hư nè, không nghe lời nè, là sẽ bị phạt. Hình phạt như thế nào thì sau này tụi con sẽ biết. Ở đây ai ở nhà đã tự lập, biết giặt đồ nè, biết tự ăn uống nè, rồi biết tự chăm sóc cho bản thân mình, giơ tay. Rồi wow. Các con tự làm hết luôn đó, cô Trâm gọi lòng. Mấy đứa đại nha, cô chú đi về. Nói đùa thôi, cô chú sẽ hướng dẫn cho các con có nếp sống sinh hoạt tốt. Mình nhận 20 đứa con, sao ra có 18 đứa vậy? Hiểu nghĩa là thiếu 2 đứa đó, trời. Hai đứa nữa đâu? Sao em biết được, anh hỏi em hỏi ai? Làm sao mà đẻ liền để trả cho người ta hai đứa nữa đây, mình thiếu 2 đứa đó. Anh nghĩ làm như gà, đẻ liền. Đẻ liền để trả cho người ta 2 đứa, đi để.